này nó đang kết nhưng anh mua lâu vãi, nhưng bảo anh em mua cái này xem giá nào. Thế mà lấy máy anh quay trực tiếp để tối tàu điện nó tối tàu điện nó khả năng là vòng cánh cải tuyến đấy. Nếu mà nó mua được cải tuyến thì tốt nữa. Theo anh là nếu mà lấy cái này 13 triệu giá này là hợp lý. Bảo lấy ra bãi thì chả biết nào được. Ở bãi còn nó cũ rồi. Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xác kinh.